Chào mừng các bạn cùng nhau quay trở lại với Given. Năm 2020 là một năm bùng nổ của những thiết bị linh kiện phần cứng máy tính, từ đó cũng giúp góp phần nâng tầm sức mạnh của bộ PC của anh em lên. Nhưng mà nếu như ngay thời điểm hiện tại các bạn có một bộ PC quá mạnh nhưng chúng ta lại không biết chơi game gì, thì series mới nhất của Given, Game Gì Đây, là dành cho anh em. Đây là series mà bọn mình sẽ liệt kê ra top 3 những tựa game hot nhất theo từng tuần và cùng nhau đến với ngày tuần đầu tiên, đó chính là top 3 tựa game FPS hay nhất mọi thời đại. Ở vị trí đầu tiên sẽ là một tựa game mà dạo này mình cực kỳ thích chơi, Call of Duty Modern Warfare. Call of Duty không phải là xa lạ với giới gamer trên toàn thế giới nữa, nhưng mà với phiên bản 2019 này thì hãng đã cho thấy một Call of Duty đích thực với đầy những sự bắt mắt, thú vị đến từ gameplay cho đến hình ảnh. Call of Duty sẽ đưa anh em đến một vùng đất chiến tranh khốc liệt nơi mà chỉ một tí sơ hở khi chạy quanh những ngôi nhà cũng đủ để bạn lên bảng đếm số. Game sẽ có nhịp chơi nhanh và gấp, tạo cho người chơi một cảm giác thôi thúc đến nghẹt thở, đậm chất một FPS game. Gameplay được chia làm rất nhiều chế độ và ở thời điểm hiện tại thì đã mở free để mọi người có thể chơi ở mod Warzone. Đây là chế độ sinh tồn nhưng rất khác so với những gameplay thuộc loại Battle Royale khác. Trong mod Warzone lại có khá nhiều mod nhỏ, không chỉ là loot đồ mà còn có cả loot tiền. Điểm hay của mod game này là khi chơi anh em sẽ thắng nếu như team bạn loot được nhiều tiền nhất so với tất cả các team khác. Rất phù hợp với những người chơi không quá giỏi khi đấu súng trực tiếp nhưng lại rất tốt khi chạy khắp map và loot mọi thứ trong tầm mắt. Tóm chung lại, Call of Duty là một tựa game rất đáng để trải nghiệm, nhất là trong năm 2020 này. Tựa game thứ hai mà mình liệt kê vào danh sách này đó chính là Doom Eternal. Doom là một series game bắn súng lâu đời ra mắt phiên bản đầu tiên vào năm 1993 và tới tận nay thì vẫn không hề giảm sút độ hot. Doom mang bạn đến một thế giới game nơi mà chỉ có việc xả súng mới có thể làm bạn thỏa mãn. Và có một khoảng thời gian, Doom đã được danh hiệu là tựa game bán chạy thứ hai tại Bắc Mỹ cũng như là Anh, thì cũng đã đủ hiểu độ hot của tựa game này là như thế nào rồi đúng không? Cốt truyện của Doom thì bạn sẽ vào vai một hero thực thụ, nhưng thay vì phải vác kiếm chạy khắp tứ phương thì đây đã có sẵn những khẩu đại pháo siêu khủng. Cái anh em cần làm là diệt cho hết quái vật và xem như thắng, và cũng chẳng cần phải cứu bất cứ công chúa nào cả. Phiên bản Eternal sẽ là một phiên bản mới nhất thay thế cho bản 2016 đã từng rất thành công. Với Doom Eternal, người chơi ngoài việc chặt chém một cách cục xúc ra thì nhà phát hành đã chỉnh sửa lại đôi chút để khiến gameplay tinh tế hơn. Việc cân đo đong đếm từng viên đạn, giải mã vài câu đố cũng khiến game thủ gần như nghẹt thở, nhưng không kém phần giải trí đối với tựa game này. Doom Eternal thực sự là một tựa game phù hợp dành cho những gamer cục xúc muốn dành trọn thời gian để chặt chém mọi thứ. Một hình thức xả stress tuy có phần hơi tàn khốc nhưng lại rất hiệu quả dành cho anh em. Còn nếu như các bạn là một người yêu thích những thứ cổ điển thì tượng đài CSGO ra mắt từ tận năm 2012 luôn luôn là một trong những tựa game hot FPS không thể không nhắc đến. CSGO sẽ đưa bạn đến nơi mà mọi game thủ đều cực kỳ nghiêm túc để giành lấy chiến thắng trước đối phương, từ những màn chơi ở chế độ deathmatch đẫm máu hay cả những giây phút nghẹt thở với tiếng C4 văng vẳng bên tai. Tất cả đều gói gọn một cách cực kỳ khéo léo trong CSGO. Ngoài ra, hệ thống skin súng cũng là một trong những thứ đặc sắc mà Valve mang đến cho cộng đồng, khi mà những bài boss tìm kiếm hỏi han mua skin gì cũng đông tương tác chẳng kém khi bạn tìm bạn bốn phương, thì rõ ràng là sức hút là quá mãnh liệt. Tượng chung, CSGO phù hợp với những gamer yêu thích FPS game thực thụ, cơ bản, đơn giản nhưng cực kỳ thu hút. Về cả ba game trên thì đã có thể chơi một cách tốt nhất, mình khuyến nghị anh em nên tham khảo thử bộ máy GeForce Hextech S Gen 10 với lợi thế là CPU i5-10400 mới nhất với 6x12 luồng và card đồ họa là GTX 1660 Super là đủ tốt để anh em chiến các game nêu trên ở mức thiết lập từ cao cho đến cao nhất một cách mượt mà. Nếu như đi kèm với một con màn hình 144Hz nữa thì quá hợp lý, link chi tiết bộ PC mình sẽ để ngay phía bên dưới cho anh em. Vậy là mình đã vừa giới thiệu qua cho các bạn top 3 tựa game FPS hay nhất trong tuần này. Và đương nhiên là nếu như các bạn có thắc mắc là tại sao mình không liệt kê Đột Kích Zero ra, thì ngay thời điểm hiện tại, Đột Kích Zero vẫn là một tựa game mới và cần phải được hoàn thiện thêm cho từng cái đợt phiên bản cập nhật sắp đến. Hy vọng là sắp đến chúng ta sẽ cùng nhau phân tích về Đột Kích Zero. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em.